bắt cướp. Đây bà, cái hàng đóng giày nhà cậu kia thấy bảo đóng giày vừa đẹp vừa tốt, lại rẻ nữa. Mà sao dạo này ế ẩm thế nhỉ? Ờ, đúng là thế thật. Ngày xưa thì khách cứ gọi là đông nườm nượp. Cậu ấy lại có cái biệt tài á, là cứ nhìn chân khách hàng là biết được tính xấu của họ. Chẳng may gặp mấy ông gian thương, nhà giàu tham lam đến đóng giày, nhìn chân họ. Anh ta vạch hết tính xấu của họ ra, khiến họ không hài lòng, dùng quyền thế chèn ép, mà mất hết khách, điêu đứng như thế này đó. Ồ, hóa ra vậy, rõ tội nghiệp. Không ngờ cuộc đời xoay vần đến mức này. Đúng là... À, xin bô thi cho già chút đỉnh. Già đói quá. Bà ơi, cháu cũng chẳng còn gì cho bà ăn. Nhưng thôi, cháu còn 2 đồng xu cuối cùng này. Bà cầm lấy mua cái gì mà ăn nhé. Ờ, cháu quả là một người tốt. Ta sẽ giúp cháu. Hóa ra bà là bà Tiên. Cháu chào bà. Mỗi khi có khách vào đóng giày, cháu hãy lấy một viên kẹo trong hộp ngậm vào miệng và không nói điều gì. Hãy im lặng, giấu cho điều gì xảy ra. Cho đến hết người khách thứ 100, cháu sẽ trở nên giàu có. Ôi, cháu cảm ơn bà. Mình phải làm thử ngay mới được. Cậu đóng cho tôi đôi giày này. Dạ, được ạ. Chỉ còn một viên kẹo cuối cùng, viên kẹo thứ 100, tức là vị khách cuối cùng nữa là mình có thể giàu có rồi. Cậu đóng cho ta đôi giày. Đây, cậu đo kích cỡ đi. Trời đất, ông ta là kẻ cướp nguy hiểm, chứ không phải người bình thường. Cướp, phải làm sao đây? Cứ im lặng thì có biết bao người sẽ gặp nguy hiểm. Cậu sao thế? Ông là một tên cướp. Ông đã cướp bóc và hãm hại bao nhiêu người lương thiện. Hả? Sao cơ? Hắn là cướp ư? Bắt lấy hắn. Giảm nhí, làm sao có chuyện đó? Hắn ta đúng là cướp, giải hắn lên quan đi. Vậy là cơ hội của mình đã mất, lại buộc miệng nói mất rồi. Chào cụ. Cụ ơi. Vậy là cháu đã không giữ được yên lặng đến vị khách thứ 100. Cháu sẽ mãi mãi trở thành một kẻ nghèo khổ, đúng không ạ? À? Cháu là một người tốt bụng và trung thực, đã chấp nhận đánh đổi sự giàu sang để đổi lấy sự an toàn cho mọi người. Cháu xứng đáng được nhận phần thưởng. Ôi, đúng là ngôi nhà mình mơ ước. Cảm ơn bà. Cô giáo tôi. Xong rồi, hôm nay kiểm tra một tiết địa lý đó. Ừ nhỉ, nhưng mà hôm nay 2 tiết địa, kiểm tra vào tiết đầu hay tiết sau? Tiết đầu luôn hay sao ấy? Tớ sợ môn địa nhất đó, kiến thức thì tràn giang đại hải, cô giáo lại trông chặt, đừng có mơ mà hoi hay quay cớp. Như lớp trưởng Minh thì chẳng phải lo gì, môn gì cũng siêu, lần nào cũng thấy cậu ấy vừa làm vừa chơi mà khi nào cũng được điểm cao nhất lớp. Tớ ngưỡng mộ cậu quá Minh nè. Ờ, có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. Kìa, cô giáo đến rồi. Mời cả lớp ngồi xuống. Hôm nay có cô giáo khác dạy thay. Chào các em, cô Vân có việc bận một chút nên tiết sau mới lên lớp. Cô là cô Thủy, cô sẽ thay cô Vân đứng lớp tiết này. Tiết này cả lớp làm kiểm tra một tiết nhé. Thôi rồi, mình chẳng nhớ gì cả nữa.
Đúng vậy, đề khó quá. Cả lớp trật tự làm bài đi, tuyệt đối không được quay cớp và dở tài liệu. Hả, mấy thứ kiến thức trong sách giáo khoa dễ ợt, giờ mình ngồi chơi, tí nữa cuối giờ mình làm một loáng là xong, cho bọn nó phục mình sát đất luôn. Cậu không làm à, đề hôm nay phức tạp phết đấy. Ôi, có gì mà phức tạp, tí nữa làm loáng cái là xong. Còn 20 phút nữa. Còn 20 phút à? Thôi, đến lúc mà cho chúng nó thấy rồi. À, phải chép đề cái đã, xem nào. Thôi chết, cái đề trông lạ quá, mình chưa gặp bao giờ. Hình như cô ra đúng vào bài hôm mình nghỉ học. Làm sao giờ, mình không biết cách làm. Hay là mình giỡn tài liệu? Không được. Dù cô giáo có không phát hiện thì mấy đứa ngồi sau mình cũng sẽ nhìn thấy hết, mất mặt lắm. Thôi, cứ giờ làm bài rồi tìm cách sao vậy. Hy vọng là tí nữa cô giáo bảo mình thu bài, mình sẽ có cơ hội dùng hạ sách. Hết giờ rồi, cả lớp dừng bút. Lớp trưởng đứng dậy thu bài cho cô nào. Dạ. Lớp trưởng thu xong giữ tập bài để tiết sau đưa cho cô Vân nhé. Dạ, em biết rồi thưa cô. May quá, đúng là trời giúp mình. Phải thu nhanh bài rồi đi hành động nhanh thôi. Mình phải kiếm chỗ nào vắng vẻ rồi ngồi dỡ tài liệu và chép bài ngay. À, đây rồi, chính là bài này. Cố lên, cố lên Minh, phải thật nhanh. Bài kiểm tra một tiết hôm nọ cô chấm xong rồi, lớp trưởng lên lấy phát cho cả lớp đi. Ơi, cậu lại được 9 à, sao cậu siêu thế? Hôm nọ thấy cậu ngồi chơi cả tiết, đến cuối giờ mới làm mà vẫn được 9, đúng là phục cậu thật. Bài học của chúng ta hôm nay dừng lại ở đây, các em nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ. Giờ mời cả lớp về, riêng bạn Minh ở lại nói chuyện với cô một chút. Dạ. Điểm 9 đó, có thật là em đã làm một cách nghiêm túc không? Dạ, em... Thật ra cô đã nhìn thấy em lén lút ngồi chép tài liệu ở sân sau trường, em có gì để nói không? Em... xin lỗi cô, em sai rồi. Xin cô đừng báo cáo lên ban giám hiệu, đừng cho bố mẹ em biết. Điều khiến cô buồn nhất không phải là học trò của cô bị điểm kém, mà là các em có hành vi gian dối, thiếu trung thực. Điểm 9 này cô sẽ giữ nguyên cho em, nhưng cô muốn em ghi nhớ lấy bài học về lòng trung thực ngày hôm nay. Thôi, em về đi và nhớ kỹ những lời cô nói. Không phải chỉ trong lúc này, mà trong suốt cuộc đời các em, dù thế nào cũng không được đánh mất lòng trung thực. Cô... Lúc đó, tôi chết lặng không nói được lời nào. Sự việc ngày ấy được cô giữ bí mật. Giờ đây, sau hơn chục năm trôi qua, nhưng không bao giờ tôi quên ánh mắt và những lời nói dịu hiền mà nghiêm khắc của cô giáo tôi ngày ấy. Điểm số hay lòng trung thực, suốt đời này em cảm ơn cô. Bút chì và bút mực. Hôm nay vui quá, được ngắm cảnh hồ tuyệt đẹp. Ừ, tớ thích lắm, tớ nhìn thấy đủ thứ xinh đẹp. Mỗi tội lăn qua lăn lại, mông của tớ lại lém mất một góc rồi. Tớ thì đau khắp mình mẩy vì phải trên tay ông chủ cắn ngay. Nhưng mà không sao, chúng ta làm ra những tác phẩm đẹp thì phải chịu hy sinh chứ. Tiếng của ai khóc thế nhỉ? Bút mực, bạn có sao không? Có cần chúng tớ giúp gì không? Nghe các cậu nói tớ buồn quá. Các cậu được đi đây đi đó, còn tớ phải nằm suốt ở trong cái túi áo này. Vì chỉ chúng tớ mới giúp ông chủ tạo nên những tác phẩm đẹp, và cũng vì thế ông chủ mới cho chúng tớ đi đây đi đó. Khỏe ư? Xưa nay ông chủ chỉ dùng tớ để viết thôi à. Hay, vậy thì cậu nằm yên ở đó vậy, đợi lúc nào ông chủ cần sẽ dùng đến cậu.
không? Tớ cũng muốn được dùng để vẽ như cậu, mà sao lại không chứ? Tớ cũng là một chiếc bút mà. Nhưng cậu là bút mực, cậu cũng có nhiệm vụ riêng của mình mà. Thầy nói đúng đó. Nhưng rõ ràng bây giờ ông chủ trọng dụng hai cậu thôi. Nhưng tớ quyết định rồi, tớ sẽ chứng minh cho các cậu và ông chủ thấy tài năng của tớ. Ngủ thôi, tớ mệt rồi. Mặc cậu ta. Ôi da, tiếng gì vậy Tẩy? Bạn bức mực đang định sáng tác nghệ thuật cơ đấy. Kệ cậu ta, tớ với cậu đi nghỉ thôi. Đêm hôm rồi còn làm ầm ĩ không cho ai ngủ cả. Cậu cứ chờ đó, tớ sẽ cho cậu thấy tớ làm tốt hơn cậu. Mình phải cố gắng. Mình có cơ thể chắc khỏe thế này, sao lại thua tên bút chì thân hình phẳng lì thế được? Sao lại thế này? Chẳng theo ý của mình gì cả. Cậu đừng cố gượng ép. Chúng ta là những đồ vật có những công dụng khác nhau mà. Đó là bởi cậu là Tẩy, nhưng còn tớ cũng là bút. Tớ muốn được giống bút chì, vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp. Cậu là người công bằng, cậu luôn giúp bút chì xóa đi những vết vẽ xấu. Cậu cũng giúp tớ với nha. Nhưng tớ, xưa nay tớ chỉ xóa nét bút chì thôi, không biết có xóa được nét bút mực không nữa. Làm gì có chuyện đó chứ, cậu cứ thử đi đã. Sao lại thế chứ? Không thể tẩy nổi những nét vẽ của cậu mà người tớ còn lem luốc hết cả nè. Tớ chịu thôi, cậu từ bỏ ý định này đi. Tớ xin lỗi đã làm cậu lấm bẩn, nhưng tớ không tin. Vậy thì tùy cậu, tớ mệt quá, về nghỉ đây. Hả? Chiếc bút mực đâu rồi? May quá! Hóa ra mày rơi xuống đây. Cảm ơn chữ ký quý giá của ông, họa sĩ Loli. Cảm ơn bà đã quá khen. Chào họa sĩ. Vâng, chào bà. Cảm ơn mày. Nét mực của mày thật tuyệt vời. Nó đã in sâu tên ta trên tranh của ta và gửi tới những người mến mộ. Hóa ra họ nói đúng. Mình cũng có giá trị của riêng mình. Chuyện của thỏ con. Mùa thu đã qua, mùa đông đang tới. Bây giờ sắp đến vụ rau mùa đông rồi. Các con đã lớn, mẹ sẽ dạy các con cách trồng cà rốt. Vâng ạ, chúng con thật lắm. Để có cà rốt ngon, các con phải biết cách trồng và chăm sóc. Trước hết, các con phải làm đất rồi mới gieo hạt. Buồn ngủ quá đi thôi. Mẹ giảng toàn những điều mình biết rồi. Rốt cuộc cũng chỉ là bới đất, gieo hạt rồi lấp đất lại thôi mà. Ước gì mình được đi chơi bây giờ nhỉ? Bây giờ mẹ giao cho mỗi con một túi hạt giống. Các con tự trồng một luống rau nho nhỏ của mình nhé. Mẹ sẽ chỉ quan tâm đến kết quả thôi. Vâng ạ. À, sắp được trồng cà rốt rồi. Miễn cứ gieo hạt xuống là được. Sao phải đập đất làm gì? Thank you.
các con có thấy thỏ út đâu không? Thưa mẹ, em ấy vẫn ở ngoài vườn rau. Thưa mẹ, lúc chúng con thu hoạch xong thì em ấy mới tới. Ừ, mẹ biết rồi. Các con cứ vào nhà đi, mẹ ra vườn rau xem thế nào. Vâng ạ. Trời ơi, sao cà rốt của mình lại thế này? Mẹ ơi, con xin lỗi. Con không chú ý nghe lời mẹ dạy. Rồi lại còn không để tâm trồng cà rốt, nên kết quả mới thế này. Mẹ biết rồi. Mẹ đã biết kết quả từ trước. Có làm thì mới có ăn con à. Kết quả không tốt ngày hôm nay là vì con lơ đễnh, ham chơi và chưa nhận thức được tầm quan trọng của sự lao động nghiêm túc. Con biết lỗi rồi, con xấu hổ quá. Biết lỗi là tốt, dù sao các con cũng chỉ đang tập làm vườn thôi mà. Hy vọng từ vụ sau cà rốt của con sẽ tốt hơn. Con hứa với mẹ, lần sau con sẽ không ham chơi, sẽ làm việc thật chăm chỉ và nghiêm túc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!